Ô, cả nhà, rồi em bán vui vẻ combo hai con này với giá là 730, chuyển khoản full em bao ship nha. Đây, một em đồng hồ Casio Lai-A sản xuất tại Nhật, hàng cổ đẹp, print full chức năng luôn, và đặc biệt con này có đèn nha. Đó, có đèn nha cả nhà, đèn nền xanh dương luôn, chạy cơ chế 6 kim số học trò, full chức năng đẹp leng keng luôn nha. Đó, bấm giờ thể thao và đặc biệt ô 9 giờ là kim trôi nha cả nhà. Này, đó kim trôi luôn nha. Và đây là ô góc 6 giờ là xác định ngày và đêm, kim 24 giờ. Đó, dây full titanium, chất liệu có đề mi nè cả nhà. Đó, dây đủ tay 18 luôn, 18 18 rưỡi luôn nha. Đó, size đo ngang nè, cỡ 41 luôn nè cả nhà. Đó, có đèn nha. Đó, là kim này nó quạt, còn kim này kim trôi. Đợi nó xong mới bấm được đèn nha cả nhà. Còn đây một em đồng hồ Nhật mới luôn nha, mới luôn, em bán vui vẻ nha cả nhà. Nè, giáp ban nè, đây là size 38, chạy kim đĩa độc lạ nha. Nè, kim dây, kim đĩa là gì, là không có kim, không có kim, không phải 3 kim, 6 kim, 2 kim, mà nó chạy bằng hình tròn đó nha. Đó, nè, như vậy là 3 giờ 20 nè, 3 giờ 20, còn nhích lên xíu là 3 giờ 30 và mới tới 4 giờ. Đó, rất độc, size của nó 38, chưa sử dụng nha. Đây, con này thì có đèn nè cả nhà. Đó, em bán vui vẻ hai con 730, chuyển khoản full bao ship nha, mới chưa sử dụng nè, còn nguyên tem nguyên siêu. Đó, rồi em xin hết nha.